Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày tới ở Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa rông, còn mưa lớn ở Bắc miền Trung sẽ kéo dài đến cuối tuần này. Dự báo lượng mưa cả đợt từ nay đến ngày 15 tháng 9 ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ là từ 70 đến 120 mm và có nơi mưa trên 200 mm. Còn Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa với lượng là 40 đến 70 mm và có nơi mưa trên 100 mm. Đề phòng ngập úng ở khu đô thị cũng như là lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Nhắc tới du lịch Bình Thuận, ngoài các điểm đến nổi tiếng như là đảo Phú Quý, Mũi Kê Gà, còn có một nơi lưu giữ vẻ hoang sơ yên bình mà chưa được nhiều du khách biết đến, đó chính là Cù Lao Câu. 4 ngày tới sẽ là thời điểm thích hợp để du khách đến đây vì dự báo trời có nắng nhưng không quá gắt, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ. Biển lặng, sóng êm, thích hợp để tham gia các hoạt động ở ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên. Còn sang tuần sau, khả năng là những cơn mưa dông sẽ xuất hiện. Mưa cũng sẽ tiếp diễn tại Kon Tum trong nhiều ngày tới. Mưa thường xảy ra bất chợt cả ngày lẫn đêm. Không khí thì trong lành, dịu mát với nền nhiệt cao nhất khoảng là 28 đến 32 độ. Ban đêm thì trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất là 22 đến 23 độ. Với thủ đô Hà Nội dự báo là 3 ngày tới, trời sẽ tiếp tục nhiều mây, âm u và có lúc mưa nhỏ, khá mát. Nhiệt độ cao nhất là 29 đến 31 độ. Còn từ chủ nhật trở đi thì mưa sẽ hết, trời quang mây và có nắng. Nhiệt độ tăng lên là 32 đến 33 độ. Với thời tiết này thì sẽ rất lý tưởng cho du khách có thể dạo quanh phố phường để ngắm thủ đô khi mà sang thu. Với những du khách có dự định đến với thành phố Hồ Chí Minh dịp này thì vẫn cần lưu ý những cơn mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu là về chiều tối, có lúc mưa nặng hạt kèm theo dông gió mạnh và sấm sét, đề phòng ngập úng ở khu đô thị. Đó là về chiều tối, còn ban ngày thì quý vị có thể dành thời gian để khám phá thành phố và thưởng thức những đặc sản hấp dẫn. Từ sáng cho đến 3-4 giờ chiều thì trời nắng với mức nhiệt cao nhất là 32 đến 34 độ. Và cuối bản tin là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.